các vấn đề có liên quan đến Trung Quốc. Kinh tế nước này phục hồi ổn định trong tháng 8. Trung Quốc kỷ niệm 75 năm chiến thắng cuộc kháng chiến chống Nhật xâm lược. Căng thẳng giữa Bắc Kinh đang có dấu hiệu lan rộng hơn ra khắp thế giới khi mới đây EU tuyên bố không phải là sân sau để Trung Quốc lợi dụng. Trong khi đó, ông Suga tuyên bố không nhượng bộ Trung Quốc. Các thông tin đáng chú ý khác, Hạ viện Anh thông qua dự luật thị trường nội địa gây tranh cãi. Vậy đâu là nguyên nhân đằng sau động thái của Thủ tướng Boris Johnson trong vụ việc này? Liên Hiệp Quốc nói thương vong dân sự chỉ làm gia tăng tội ác chiến tranh ở Myanmar. Tất cả sẽ có trong SBNC Thế giới hôm nay. Tôi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ông Fu Linghui, phát ngôn viên của Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc NBS hôm 15 tháng 9 cho biết trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh là nền kinh tế nước này đang duy trì sự phục hồi ổn định trong tháng 8, đặc biệt là các hoạt động ngoại thương và đầu tư của Trung Quốc đã tốt hơn mong đợi rất nhiều. Theo dữ liệu từ NBS, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc đã tăng 5,6% trong tháng 8 so với một năm trước, mở rộng tháng thứ 5 liên tiếp. Kết quả này dựa trên tinh thần khôi phục nền kinh tế và cố gắng lấy lại chỗ đứng sau cú sốc của đợt bùng phát coronavirus xuất hiện hồi đầu năm. Trong tháng 8, trước sức ép của cả đại dịch và lũ lụt, dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Trung ương với đồng chí Tập Cận Bình, tất cả các khu vực ban ngành đã ngăn chặn khống chế đại dịch một cách khoa học, phát triển kinh tế. Nhu cầu sản xuất tiếp tục tăng, giá cả và việc làm nhìn chung ổn định. Động lực phát triển tiếp tục được nâng cao, nền kinh tế phục hồi ổn định và bền vững. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phần lớn đã xoay sở để phục hồi sau cuộc khủng hoảng sức khỏe, mặc dù căng thẳng Trung-Mỹ gia tăng về một loạt vấn đề và mong muốn mở rộng nền kinh tế toàn cầu vẫn là một điều chưa chắc chắn. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc China Media Group CMG mới đây đã phát sóng 6 chương trình phát thanh và truyền hình để kỷ niệm 75 năm chiến thắng cuộc kháng chiến chống Nhật xâm lược của nhân dân. 6 chương trình được giới thiệu với khán giả từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 thông qua kênh CCTV3 là Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc CNA Golden Radio. Nơi ghi hình của chương trình có rất nhiều áp phích giới thiệu các bộ phim về cuộc kháng chiến chống Nhật xâm lược được dán bên ngoài của sân khấu. Nhiều đạo cụ thời chiến như súng, đèn dầu, hộp cơm, túi da được đặt dưới các tấm áp phích. Ông Quinn Sin Min, đạo diễn chương trình cho biết, mỗi tấm poster tượng trưng cho một câu chuyện, một giai đoạn của lịch sử. Ngoài ra, chương trình Art Show in the Dark Time, nghệ thuật trong giai đoạn đen tối của đài cũng đã mời giáo sư Jin Jinan tại Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân chia sẻ những hiểu biết của ông về lịch sử và cuộc sống dựa trên việc diễn giải một số tác phẩm nghệ thuật bao gồm cả quốc ca. Chương trình The Moment of Victory, khoảnh khắc chiến thắng, đã giới thiệu một số bức tranh cổ điển cho thấy người dân Trung Quốc đã đoàn kết chiến đấu chống lại quân Nhật xâm lược, bao gồm thảm kịch thảm sát Nam Kinh và chiến thắng Binh Xin Quan. Ông Phan Dian, người đứng đầu Học viện Mỹ thuật Trung ương Trung Quốc và nhà phê bình nghệ thuật Sang Huy đã được mời đến chương trình để kể những câu chuyện cho khán giả. Các hoạt động biểu diễn bao gồm kịch, đọc thơ và các hình thức khác đã được trình chiếu trong chương trình March to Victory, tháng 3 chiến thắng, để kể lại những chiến công anh hùng của nhân dân Trung Quốc. CNR Golden Radio đã phát động chương trình phát sóng Our Victory, chiến thắng của chúng ta, bao gồm 7 ca khúc, opera và những bài khác trong thời chiến để nhắc nhở về lịch sử và thúc giục người dân nhìn vào kỷ nguyên mới. Các chương trình đã thu hút sự quan tâm của một lượng lớn người dân và giới truyền thông, phủ sóng hơn 600 triệu người dùng Internet. Cuộc kháng chiến chống Nhật xâm lược của nhân dân Trung Quốc kéo dài 14 năm, từ năm 1931 đến năm 1945. Hơn 35 triệu người Trung Quốc, trong đó có 3,8 triệu binh sĩ, đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc chiến này, chiếm 1/3 tổng số thương vong của tất cả các nước trong Thế chiến thứ hai. Chuyển sang các mảng tối về tình hình Trung Quốc, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Hai hãy mở cửa thị trường, tôn trọng các nhóm thiểu số và ngừng can thiệp vào việc đàn áp người dân Hồng Kông, đồng thời khẳng định rằng châu Âu sẽ không phải là nơi để Trung Quốc lợi dụng cho những mưu đồ thương mại của mình. Theo đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cùng với Giám đốc điều hành và Chủ tịch của khối đưa ra một thông điệp cứng rắn tới Bắc Kinh, khẳng định sẽ đứng ngoài cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh video với ông Tập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói với các phóng viên rằng Liên minh châu Âu là một nhân tố độc lập chứ không phải là chiến trường cho xung đột Trung-Mỹ. Bà Merkel, người đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu, cho biết việc hợp tác với Trung Quốc phải dựa trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng và hai bên cùng có lợi. Thủ tướng Đức cũng cho biết đang tìm cách gây áp lực với phía Trung Quốc để đạt được tiến bộ trong một thỏa thuận đầu tư hiện đang được thảo luận giữa Bắc Kinh và khối 27 thành viên.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã không tham dự cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh, cũng không có tuyên bố chung nào. Song Tân Hoa Xã đưa tin rằng ông Tập từ chối mọi can thiệp vào các vấn đề của Trung Quốc, đặc biệt là về nhân quyền. Ông Tập cũng khẳng định sẵn sàng tăng cường trao đổi với phía châu Âu dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau để hai bên cùng đạt được tiến bộ. Đến với thông tin tiếp, thưa quý vị, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm 14 tháng 9 đã chiến thắng trong cuộc bầu chọn Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền, qua đó sẽ thay ông Shinzo Abe đảm nhận vị trí này đến hết nhiệm kỳ vào tháng 9 năm 2021. Phát biểu sau khi kết quả trên được công bố, ông Suga cam kết thúc đẩy các cải cách cần thiết cũng như bày tỏ mong muốn tiếp tục các chính sách của Thủ tướng Shinzo Abe. Riêng đối với Trung Quốc, ông Suga tuyên bố sẽ không khoan nhượng. Ông Suga cho biết sẽ tiếp tục chiến lược Abenomics đặc trưng của ông Abe về chính sách tiền tệ, chi tiêu và cải cách. Và trong thời gian này, ông sẽ ưu tiên đối phó với COVID-19 và vực dậy nền kinh tế. Bên cạnh đó, ông cũng cam kết sẽ tìm giải pháp cho các vấn đề nan giải của Nhật Bản từ trước đến nay, đó là dân số già và tỷ lệ sinh thấp. Về mặt đối ngoại, ông Suga sẽ phải đối mặt với một số thách thức địa chính trị, trong đó nổi bật là xây dựng mối quan hệ tốt với tân Tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11 và xử lý mối quan hệ với Trung Quốc. Dưới thời Thủ tướng Abe, mối quan hệ Nhật-Trung được đánh giá là có cải thiện, nhưng hai bên vẫn còn tranh cãi về chủ quyền đảo Senkaku ở biển Hoa Đông. Theo trang Nikkei Asian Review, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono gọi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh và cảnh báo Bắc Kinh có thể mở rộng hoạt động quân sự hóa sang Biển Đông. Tại cuộc tranh luận với hai đối thủ là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba trong cuộc đua cho chiếc ghế lãnh đạo LDP vào cuối tuần qua, ông Suga tuyên bố sẽ không nhượng bộ Trung Quốc nếu trở thành thủ tướng. Liên quan đến tình hình Hồng Kông, sau khi bị Trung Quốc áp luật an ninh mới, thì khoảng 20 nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đã hầu tòa vào hôm thứ Ba 15 tháng 9 để xét xử tội danh tham gia một cuộc tụ tập bất hợp pháp do tham gia vào buổi lễ kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Đây là lần đầu tiên một buổi lễ kỷ niệm bị cấm ở Hồng Kông. Cảnh sát đã viện lý do là vi phạm các biện pháp an toàn trong đại dịch coronavirus, cho nên việc tụ tập đông người như vậy là không được phép. Ông Lee Cheok Chan, người tổ chức nghi lễ này hàng năm ở Hồng Kông và là một trong những người đang phải đối mặt với cáo buộc, nói trước khi bước vào tòa án: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc lên án vụ thảm sát Thiên An Môn không phải là tội ác. Tất nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh đến cùng vì lẽ phải." 26 nhà hoạt động phải đối mặt với cáo buộc bao gồm anh Joshua Wong và ông trùm truyền thông Jimmy Lai và anh Nathan Lau, những người đã rời Hồng Kông sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia vào tháng 6. Một nhà hoạt động dân chủ khác là anh Sunny Cheung, người đã lên kế hoạch tranh cử trong một cuộc bầu cử trong cơ quan lập pháp của thành phố, cũng vắng mặt. Có tin đồn rằng anh ta cũng có thể đã trốn khỏi Hồng Kông. Các công tố viên cho biết anh ta đã không ở Hồng Kông kể từ ngày 14 tháng 8. Ngày lễ tưởng niệm ngày 4 tháng 6 bị cấm ở Trung Quốc, nhưng Hồng Kông vẫn tổ chức ngày lễ này hàng năm. Trung Quốc chưa bao giờ cung cấp tài liệu đầy đủ về vụ thảm sát năm 1989 này. Số người chết được các quan chức Trung Quốc đưa ra vài ngày sau vụ thảm sát là khoảng 300 người, hầu hết là binh sĩ. Nhưng các nhóm bảo vệ quyền lợi và nhân chứng nói rằng hàng ngàn người có thể đã tử vong. Tiếp theo là một thông tin về nước Mỹ. Thưa quý vị, trong chuyến thăm California đang bị tàn phá bởi hỏa hoạn, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ những lo ngại về biến đổi khí hậu và nói với một quan chức ở đó rằng trời sẽ bắt đầu trở nên mát mẻ hơn, bạn hãy cứ chờ xem. Phát biểu này của ông đang vấp phải rất nhiều sự chỉ trích của người dân, đặc biệt là người dân ở các khu vực đang chịu sự ảnh hưởng nặng nề của hàng loạt các trận hỏa hoạn trong thời gian qua. Thống đốc California Gavin Newsom thừa nhận rằng chính quyền của ông đã không quản lý rừng đủ tốt. Tuy nhiên, ông cho biết hiện tượng ấm lên toàn cầu cũng là một trong những nguyên nhân gây ra hỏa hoạn và nhắc nhở ông Trump rằng 57% rừng trong tiểu bang thuộc quyền quản lý của liên bang. Mặc cho nhiều lời yêu cầu ông Trump không nên phớt lờ khoa học, Tổng thống vẫn tiên đoán trời sẽ bắt đầu mát mẻ hơn, mọi người cứ chờ xem. Tôi không nghĩ rằng khoa học thực sự biết điều này. Ông Trump đã từng gọi biến đổi khí hậu là một trò lừa bịp vào năm 2017. Ông đã rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris, đề ra cách tiếp cận quốc tế đối với sự ấm lên toàn cầu. Chính quyền của ông Trump đã tiến hành một loạt các cuộc chiến pháp lý với bang California, bang đông dân nhất của Hoa Kỳ do đảng Dân Chủ điều hành, về nhiều vấn đề bao gồm nhập cư và chính sách môi trường. Về phần mình, California đã kiện chính quyền của ông Trump hơn 100 lần. Ông Trump đã thua nặng ở California trong bầu cử năm 2016 và dự kiến sẽ có kết quả kém tương tự tại bang này vào tháng 11 sắp tới.
Còn tại Anh, vào ngày 14 tháng 9, Hạ viện cũng vừa mới thông qua dự luật thị trường nội địa do Thủ tướng Boris Johnson đề xuất, trong đó lật lại một số điều khoản của thỏa thuận ly khai Liên minh châu Âu hồi cuối năm ngoái. Liên minh châu Âu trước đó cảnh báo sẽ kiện Anh nếu nước này không rút lại những sửa đổi từ nay cho đến cuối tháng 9. Dự luật với nhiều điều khoản gây tranh cãi liên quan tới Bắc Ireland đã được thông qua với 340 phiếu thuận và 263 phiếu chống. Tuy nhiên, các cuộc bỏ phiếu sắp tới được dự báo là không dễ dàng, đặc biệt với cuộc thảo luận liên quan tới quyền hạn của nghị viện trước bất kỳ thay đổi nào đối với thỏa thuận Brexit. Hơn nữa, để được thông qua, văn kiện cũng cần phải được Thượng viện đồng ý. Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, Thủ tướng Boris Johnson một lần nữa khẳng định việc thông qua dự luật là rất quan trọng nhằm duy trì sự toàn vẹn về chính trị và kinh tế của nước Anh. Bất chấp căng thẳng leo thang, các cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu về mối quan hệ thương mại trong tương lai vẫn dự kiến được nối lại tại Brussels, Bỉ. Thưa quý vị, đối với việc Hạ viện Anh vừa mới thông qua dự luật thị trường nội địa, với nhiều nghị sĩ thì vi phạm luật pháp quốc tế là điều gì đó nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Thế nhưng Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn quyết tâm chơi khó với EU khi tìm cách tách Bắc Ireland ra khỏi phần còn lại của Anh, với mục đích nhằm để bảo vệ nước này khỏi mối đe dọa về hành động vô lý và cực đoan từ Liên minh châu Âu. Nhưng liệu mục đích của ông có phải là đơn giản như vậy? Có lẽ nhiều người chưa quên thỏa thuận Brexit mà Anh đạt được từ Liên minh châu Âu chính là thứ mà Thủ tướng Johnson đã cố gắng đạt được bằng cách đặt Liên minh châu Âu vào thế khó, đồng thời cũng là thứ khiến ông đã giành được thắng lợi trong cuộc tranh cử. Có thể nói ông Johnson đã rất cố gắng có được thỏa thuận này, khi đồng ý loại bỏ nhiều khoản hậu thuẫn và chấp nhận chỉ đặt biên giới hải quan giữa Anh và Bắc Ireland. Thế rồi giờ đây, ông lại quyết định phá bỏ thỏa thuận này vì cho rằng như vậy là Anh đã nhượng bộ quá nhiều. Theo một nguồn tin thân cận với Thủ tướng Anh và cố vấn lâu năm của ông, động thái trên ngoài mặt cho thấy ông Johnson đang đập tan các cuộc đàm phán thương mại để tìm cách bảo vệ lợi ích của nước Anh. Song mặt khác lại cho thấy Thủ tướng Anh đã chuẩn bị sẵn viễn cảnh ký kết thỏa thuận thương mại và đang xù lông nhím để đảm bảo EU sẽ nhượng bộ trong các vấn đề viện trợ và kiểm soát biên giới. Có thể nói ông Johnson nhiều khả năng đang sử dụng lại chiêu trò này để tìm cách đạt được một thỏa thuận thương mại với EU, như cách mà ông từng làm vào năm 2019, liệu Thủ tướng Johnson có thật sự muốn biến luật này thành luật pháp chính thức hay chỉ là một chiêu bài chính trị nhằm giành được thứ mình muốn? Có lẽ chỉ bản thân ông mới biết rõ. Tuy nhiên, thứ mà cả thế giới đều cảm nhận được chính là nước đi này của ông đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của ông và đất nước trên trường quốc tế. Chuyển sang các vấn đề tiếp theo. Khi bất hòa giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ về phía đông Địa Trung Hải đang ngày một gia tăng, thì Athens đã công bố các bước để hiện đại hóa cả ba nhánh của lực lượng vũ trang Hy Lạp. Sự phát triển đáng kể nhất là việc Hy Lạp có ý định mua 18 máy bay chiến đấu phản lực Rafale và 4 khinh hạm đa nhiệm mới. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã công bố kế hoạch đó trong một bài phát biểu về tình hình nền kinh tế tại Hội chợ quốc tế Thessaloniki vào ngày 12 tháng 9 vừa qua. Nếu được thực hiện, đây sẽ là cuộc cải cách quân đội tham vọng nhất của Hy Lạp trong gần hai thập kỷ qua. Tuy nhiên sau đó, truyền thông Pháp cho biết trong gói hàng 18 chiếc Rafale, chỉ có 6 chiếc là mới, còn lại 12 chiếc kia là mua hàng đã sử dụng. Theo thông tin mới nhất, các lô hàng bắt đầu được giao trong năm 2021 và hoàn tất vào đầu năm 2022. Ngoài hợp đồng 18 máy bay chiến đấu Rafale này, Hy Lạp sẽ mua thêm 4 tàu khu trục hạm đa nhiệm và 4 máy bay trực thăng hải quân, đồng thời tuyển thêm 15.000 binh sĩ và dồn các nguồn lực cho ngành công nghiệp vũ khí quốc gia, cũng như chiến lược phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng. Ngoài ra, nước này cũng sẽ nâng cấp 4 tàu khu trục hiện có và tạo ra hàng ngàn việc làm mới. Nguyên nhân của việc mua vũ khí hàng loạt như vậy được cho là do Thủ tướng Mitsotakis vừa có cuộc đàm phán với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nam Âu trong tuần qua tại Corsica. Hiện nay, Pháp là quốc gia ủng hộ Hy Lạp mạnh mẽ nhất trong căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, người đứng đầu nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết hôm thứ Hai 14 tháng 9 rằng thương vong dân sự gần đây ở Myanmar có thể khiến cho những tội ác chiến tranh ở đất nước này gia tăng. Đồng thời, Myanmar cũng bị chỉ trích vì không có biện pháp cụ thể nào về trách nhiệm giải trình cho cuộc di cư của người Hồi giáo Rohingya khỏi nước này vào năm 2017. Cụ thể, Cao ủy Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bà Michelle Bachelet cho biết các thương vong dân sự do giao tranh ở Rakhine và các bang lân cận ở vùng Chin đã ngày càng gia tăng, bao gồm cả các vụ mất tích và giết người ngoài vòng pháp luật. Thương vong liên quan đến những người dân thường đang gia tăng. Trong nhiều trường hợp, họ đã vô tình hay cố ý trở thành mục tiêu của những cuộc xả súng bừa bãi. Những hành vi có thể cấu thành tội ác chiến tranh hoặc thậm chí tội ác chống lại loài người.
Bà cho biết các hình ảnh vệ tinh và nhân chứng cho thấy các khu vực phía bắc Rakhine đã bị đốt phá trong những tháng gần đây và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập. Đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc tại Geneva, ông Khor Mutin, đã phủ nhận những cáo buộc này và cho biết Myanmar cần thời gian và nguồn lực để thực hiện các cải cách dân chủ, trong đó tính xác thực của thông tin luôn được đặt lên hàng đầu. Việc báo cáo của Liên Hiệp Quốc bao gồm những cáo buộc không có căn cứ và không được xác minh là điều không thể chấp nhận được. Những cáo buộc sai lệch này sẽ tác động tiêu cực đến hình ảnh của những quốc gia liên quan và đến những nỗ lực của họ để giải quyết vấn đề. Do đó, chúng tôi yêu cầu chỉ đưa ra những thông tin để được xác minh. Tình hình ở Rakhine rất phức tạp, có nguồn gốc lịch sử sâu xa và rất khó để nắm chắc được. Hơn 730.000 người Hồi giáo Rohingya đã chạy trốn khỏi bang miền Tây Rakhine vào năm 2017, sau một cuộc đàn áp quân sự mà theo Liên Hiệp Quốc là có ý đồ diệt chủng đứng đằng sau. Theo Liên Hiệp Quốc, hàng chục ngàn người đã phải di dời và hàng chục người đã thiệt mạng. Quân đội và chính phủ Myanmar đã liên tục bác bỏ các cáo buộc này và cho biết quân đội chỉ đang đáp trả những cuộc tấn công của quân khủng bố. Còn tại Đức, các nhà chức trách nước này tuyên bố là các phòng thí nghiệm ở cả Thụy Điển và Pháp cũng đã xác nhận phát hiện chất độc thần kinh Novichok trong cơ thể ông Navalny. Thông báo này đã xác nhận kết luận của Đức trước đó rằng ông Navalny bị đầu độc. Trước thông tin này, một cuộc họp báo tại Berlin, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas phát biểu rằng nên chấm dứt chỉ trích về phát hiện của Đức. Ngoài viện của Đức, hai phòng thí nghiệm chuyên môn khác cũng đã xác nhận ông Navalny đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh hóa học Novichok. Bằng chứng cho thấy đây là một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Và vì vậy, tôi muốn nói rằng chúng tôi không muốn bị tấn công thêm chỉ vì chúng tôi là người mang đến tin xấu. Bệnh viện Berlin, nơi ông Navalny đang được điều trị, cũng thông báo rằng tình hình sức khỏe của ông ấy đã có tiến triển tốt và cai máy thở thành công. Hiện có thể rời giường trong thời gian ngắn. Thưa quý vị, mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ca ngợi quân đội của mình vì nỗ lực khẩn trương khắc phục hậu quả ở các thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão và lũ lụt trong mùa hè. Truyền hình nhà nước KRT cho biết, ông Kim đã đến thăm tỉnh Bắc Hoang Khê phía nam Bình Nhưỡng, nơi đã sạch bóng mọi dấu vết của thảm họa thiên nhiên và được tái tạo thành công thành một thiên đường xã hội chủ nghĩa. Trước đó, ông đưa ra cảnh báo trước các cơn bão để ngăn ngừa thiệt hại về cây trồng và thương vong. Sau đó, cử quân đội và đảng viên đến giúp các khu vực bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả. Nhà lãnh đạo họ Kim cũng nhấn mạnh đây là lần thứ hai Triều Tiên đã phải hứng chịu hiện tượng khí tượng thảm khốc trong vòng 25 năm qua. Thưa quý vị, mới đây công ty Otto Aviation của Mỹ vừa mới ra mắt mẫu máy bay tư nhân mới nhất là Celera 500L, có thiết kế tiết kiệm nhiên liệu và nổi bật với hình dáng trông như một viên đạn bạc. Thiết kế mới này đã mở ra tiềm năng cho dịch vụ taxi hàng không với giá cả phải chăng. Theo thông tin từ nhà sản xuất Otto Aviation, Celera 500L là máy bay tư nhân với sức chứa 6 người, có thể bay với tốc độ của máy bay phản lực, nhưng tiêu thụ nhiên liệu ít hơn 8 lần. Phạm vi hoạt động của nó gấp đôi so với máy bay có kích thước tương đương. Otto Aviation cho biết đến nay họ đã thử nghiệm hơn 30 chuyến bay thành công với hiệu quả khí động học được chứng minh vào năm 2019. Kết quả này củng cố tuyên bố của hãng rằng Celera 500L là máy bay thương mại khả thi nhất và tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thế giới. Nhà sản xuất cho biết máy bay phản lực chạy bằng động cơ piston giảm hơn 80% lượng khí thải carbon so với các loại máy bay kinh doanh tương tự và 40% so với máy bay vận tải thương mại mới nhất. Ngoài ra, chi phí vận hành Celera 500L là 328 đô la Mỹ trên giờ, thấp hơn khoảng 6 lần và phạm vi hoạt động là 4.500 hải lý. Tốc độ hành trình tối đa dự kiến đạt hơn 740 km trên giờ. Với phạm vi hoạt động như vậy, Celera 500L sẽ có thể bay tới gần như mọi thành phố ở Mỹ mà không cần tiếp nhiên liệu giữa chừng và chỉ với chi phí tương đương với vé máy bay thương mại. Vừa qua, thành phố lâu đài bông Pamukkale tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được mở cửa trở lại và đón 145.000 du khách đến thăm trong tháng 8. Địa danh này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới hỗn hợp về tự nhiên lẫn địa chất. Pamukkale còn được mệnh danh là thiên đường màu trắng của tỉnh Denizli và là một trong những điểm du lịch nhộn nhịp nhất của nước này. Pamukkale nổi tiếng với vùng nước nóng giàu khoáng chất và những bậc thang màu trắng, những dòng suối nóng ngầm chảy qua, động giữa những lớp đá vôi thành các hồ nước nhỏ xanh ngắt, mực nước chỉ hơn nửa mét. Từ đó cũng hình thành 17 suối nước nóng với nhiệt độ nước cố định là 36 độ C quanh năm, có tác dụng hỗ trợ chữa nhiều loại bệnh khác nhau như huyết áp cao, bệnh tim, thấp khớp, rối loạn thần kinh, bệnh tiêu hóa, bệnh về mắt, bệnh ngoài da và các rối loạn dinh dưỡng.
đi chân trần trong suối nước nóng dọc theo các bậc thang sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm thơ mộng và độc đáo. Ông Kaji Murasen, người đứng đầu Hiệp hội Quản lý Khách sạn và Du lịch địa phương cho biết, Pamukkale bắt đầu đón nhiều du khách sau khi các hạn chế về COVID-19 được dỡ bỏ. Sau khi hạn chế được dỡ bỏ, Pamukkale bắt đầu đón nhiều du khách. 145.000 người đã đến thăm nơi đây vào tháng 8. Hơn nữa, đa số là du khách nước ngoài. Đây là một dấu hiệu đầy hứa hẹn cho du lịch của khu vực. Nếu đại dịch chậm lại hoặc chấm dứt, số lượng du khách sẽ tăng gấp 5 lần trong thời gian ngắn. Các khách sạn đang có kế hoạch đón khoảng 1 triệu khách du lịch tại thiên đường màu trắng này vào cuối năm nay. Ngay khi các chuyến bay chở khách quốc tế bắt đầu bay trở lại, dự kiến gần một nửa số khách du lịch nước ngoài sẽ đến từ các quốc gia Đông Á. Thưa quý vị, dịch COVID-19 kéo dài đã khiến cho nhiều địa điểm công cộng đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động do thiếu kinh phí. Vườn thú Buin ngoại ô thủ đô Santiago của Chile, nơi cư trú của 2.500 động vật, cũng không phải là ngoại lệ. Trước tình hình này, các nhân viên vườn thú đã tìm kiếm nhà tài trợ để giúp cho các động vật ở đây, bao gồm tê giác, vượn cáo, chim cánh cụt, vượt qua đại dịch. Bác sĩ thú y kiêm giám đốc sở thú Buin Ignacio Adalosoga cho biết, mỗi tháng vườn thú này cần khoảng 400.000 đô la Mỹ tới 500.000 đô la Mỹ để vận hành, bao gồm cả tiền mua thức ăn cho các loài động vật. Trước sự điều hưu ảm đạm kéo dài do dịch bệnh, các nhân viên vườn thú đã phải kêu gọi tài trợ cho những loài động vật hoang dã sống tại đây, bắt đầu từ 15 loài động vật nổi tiếng nhất của vườn thú, trong đó có tê giác, sư tử, cá sấu. Giáo sư Carlos Casanova, một trong những nhà tài trợ của vườn thú, cho biết ông cảm thấy có trách nhiệm phải hỗ trợ một nơi mà các con ông yêu thích. Chúng tôi nghĩ rằng vườn thú này là một nơi đáng yêu, mang lại niềm vui cho trẻ em và là nơi mà động vật phải được đối xử tử tế. Chúng tôi cảm thấy thất vọng khi thấy họ phải chịu đựng rất nhiều trong đợt dịch này và thậm chí không có tiền để nuôi động vật. Và đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định tài trợ. Đề xuất này của vườn thú đã thu hút được sự chú ý của công chúng. Đã có một số người sẵn sàng bỏ tiền để mua thức ăn cho các loài động vật. Họ coi đây là công việc vừa đảm bảo sự tồn tại cho các loài động vật, vừa giúp trẻ em có chỗ để vui chơi vào cuối tuần. Thưa quý vị, vào hôm thứ Hai 14 tháng 9, những dải ánh sáng màu xanh lung linh kỳ bí đã xuất hiện và uốn lượn hàng giờ trên bầu trời đêm ở khu vực Rovaniemi phía bắc Lapland, Phần Lan, biến nơi này thành một bữa tiệc ánh sáng huyền ảo. Lapland được cho là một trong những địa điểm lý tưởng nhất để quan sát cực quang vào những ngày mùa thu, cũng là thời điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên thú vị này. Cực quang là hiện tượng quang học hiếm gặp, chỉ xảy ra ở hai cực của trái đất. Nó được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của trái đất. Cực quang xuất hiện ở Bắc Bán Cầu được gọi là Bắc Cực Quang. Hiện tượng tương tự ở Nam Bán Cầu là Nam Cực Quang. Thưa quý vị, tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc lại FBNC Thế Giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.